Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một siêu phẩm ở bên quận 4. Nhà là kết cấu một trệt, hai lầu. Đường trước nhà là 3,5m luôn. Nhà sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ, không lộ giới, không dính quy hoạch. Mà đặc biệt giá chỉ có 2,1 tỷ, mà ngân hàng hỗ trợ cho vay hơn 1 tỷ. Mọi người nhớ nha, số điện thoại chủ nhà là em để ở đây nè. Còn bây giờ thì em mời mọi người xem nhà. Căn nhà ngày hôm nay nằm ở hẻm 254 đường Bến Vân Đồn bên quận 4. Chúng ta cách trung tâm thành phố chỉ một cây cầu là tới. Xung quanh có một số tiện ích như là cửa hàng Bách Hóa Xanh, phòng gym Lý Đức, trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, cây xăng Petrolimex, siêu thị Sacha Food. Căn nhà ngày hôm nay có địa chỉ là 254/33/81 đường Bến Vân Đồn, phường 2, quận 4. Phường 5 là địa chỉ cũ rồi nha. Trước nhà mình thì rộng 3,5m. Nhà là căn góc hai mặt tiền hẻm nên bên hông có thể trổ cửa sổ rất là thoáng. Nhà có diện tích là ngang 3, dài 5, kết cấu là 2 lầu, diện tích sử dụng là 42m2, giá đang kêu là 2,1 tỷ. Nhà có sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ các tầng, ngân hàng đang hỗ trợ cho vay là hơn 1 tỷ. Hiện nhà đang cho thuê cho nên có vài phòng em không quay được, nhưng vài hôm nữa là nhà sẽ trống. Còn bây giờ thì em mời mọi người xem nhà. Mọi người ơi, khoan rời đi. Nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh em nha. Em cảm ơn và chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý.